Để chuẩn bị điều kiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi trở lại học tập, các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp, ghi nhận của phóng viên tại một số trường trên địa bàn tỉnh. Theo công văn số 388 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quyết định cho học sinh các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, học sinh trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp sẽ đi học trở lại từ sáng ngày 2 tháng 3. Đến nay thì công tác chuẩn bị tại các nhà trường đã được thực hiện liên tục và hoàn thiện, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại vào sáng ngày mai. Theo đó thì 100% các cơ sở giáo dục của Hưng Yên đã tiến hành phun khử trùng, khử khuẩn, tổng vệ sinh trường học. Cùng với đó, các nhà trường đã trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt cho học sinh và giáo viên, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế các địa phương cùng với phụ huynh học sinh để theo dõi đảm bảo sức khỏe cho các em khi đến trường. Tại trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, từ 7 giờ sáng, ban giám hiệu, giáo viên và một số em học sinh của trường đã phân công nhau quét dọn, lau chùi và tổng vệ sinh tất cả các phòng học, thư viện, khu vệ sinh. Trong mỗi lớp học đều được trang bị máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, giấy ăn khô, nước sát khuẩn, thùng rác có nắp đậy để đảm bảo vệ sinh trong giờ học. Cùng với đó, nhà trường cũng lắp đặt trên 30 vòi nước rửa tay tại sân trường. Công tác phòng chống dịch được tuyên truyền rộng khắp đến các bậc phụ huynh và học sinh nhà trường. Theo em được biết thì COVID-19 đang là một căn bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm cho mỗi cá nhân và cho cả xã hội. Chính vì thế mà là học sinh, chúng em tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc phòng bệnh cho chính bản thân mình và cho xã hội. Chính vì thế mà ngay khi ở nhà và cả khi đến trường, bọn em luôn chủ động trong công tác phòng dịch bằng những biện pháp cụ thể, giống như là bọn em luôn chủ động đeo khẩu trang và vệ sinh tay sạch sẽ. Và bên cạnh đó thì bọn em cũng hạn chế đến những nơi đông người để tránh sự lây lan của virus. Cái tâm tư của phụ huynh thì rất là lo lắng. Thế nhưng khi mà mình đến trường thì mình thấy là quang cảnh nhà trường rồi cái sự chuẩn bị của nhà trường và thầy cô với học sinh rất là chu đáo. Thì mình cũng yên tâm phần nào. Nhiều trường trung học phổ thông khác cũng đang tích cực chuẩn bị cho học sinh trở lại học theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong đó chú trọng công tác khử trùng trường lớp học, bố trí giáo viên cùng nhân viên y tế hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch trước khi vào lớp. Chủ động xây dựng kịch bản, phòng y tế nhà trường nếu có học sinh có biểu hiện đau ốm trong trường hợp cần thiết. Khi học sinh đến trường, chúng tôi sẽ tổ chức đo thân nhiệt cho các em, tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cán sự lớp. Hàng ngày sẽ đo thân nhiệt cho các em trước 15 phút. Ghi vào sổ theo dõi, phiếu theo dõi hàng ngày. Đến cuối giờ, các em sẽ, ban cán sự lớp sẽ có trách nhiệm mang cái phiếu theo dõi đó lục xuống phòng y tế để chúng tôi tổng hợp. Tại các lớp học, chúng tôi sẽ trang bị cho mỗi một lớp một máy đo thân nhiệt, một lọ rửa tay khô, rồi giấy lau, trang bị thêm các cái bồn rửa tay. Ở các trường trung học phổ thông dân lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên và một số trường cao đẳng đại học, học sinh sinh viên cũng trở lại học tập từ ngày 2 tháng 3. Các nhà trường gấp rút chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho học sinh, an tâm cho phụ huynh. Sở Giáo dục Đào tạo có những yêu cầu về báo cáo thường kỳ cũng như là đột xuất nếu có cái tình huống vấn đề sức khỏe của học sinh. Việc báo cáo được yêu cầu là theo từng buổi học, từng ngày học để tổng hợp cái tình hình sức khỏe cũng như là công tác phòng chống dịch của nhà trường và báo cáo đột xuất trong cái tình huống mà có vấn đề sức khỏe của học sinh. Tin rằng với sự chuẩn bị tích cực như thế từ các nhà trường thì các phụ huynh sẽ yên tâm khi cho con em mình trở lại trường học vào sáng thứ hai tới.